Mến chào anh chị đến với kênh Cờ Tướng 4K, hôm nay em xin giới thiệu anh chị. Hai trận cờ giao hữu cực kỳ đã, vừa diễn ra tối qua. Lý Thanh Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục, Lý Thanh buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván cờ thứ hai, Mã Lương Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军。
将军.将军.将军. Xin. 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 Chơi đến đây sát cục, Mã Lương buông cờ nhận thua. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Anh chị hãy bấm like và bấm đăng ký. Bấm chuông để xem video tiếp theo nữa nhé anh chị. Em cảm ơn anh chị. Hẹn gặp anh chị video sau.